gánh bố mày nó đây, giữa đầu mày ngay, sợ. Một khi tao đã cục lên, đừng để tao nóng lên. Đừng để tao cọc lên, bạn hiểu không? Như lời đã hứa thì tôi sẽ cùng anh em đổi cái skin God vệ binh tinh tú. Thì như các bạn có thể thấy là cái skin đợt này là đợt cá tháng 4. Sáng nay anh Lu mua 999 RP cái skin này anh em à. Ông ấy rót thẳng tiền ông mua 999 RP trong khi đó phải là dùng mấy cái kiếm trích gì này. Kiếm trích này cần mua một vật phẩm trong sự kiện để nhận. Cần mua một vật phẩm trong sự kiện để nhận. Kiếm trích này cần 1000 tinh hoa lam. Mua kiếm trích với 1000 tinh hoa lam. Đó, tôi vừa được kiếm trích thứ hai rồi, tôi có 1000 tinh hoa lam là mua được rồi anh em à. Kiếm trích này cần quy đổi 200 sò sang RP để nhận. Đủ sò không? Vừa tròn luôn. Nào có liên minh điện thoại luôn anh em à. Ok anh em ơi, tôi vừa đổi thành công cái sò rồi. Làm sao để nhận được nhỉ? À, vừa nhận được luôn anh em à. Vừa nhận được luôn. Kiếm trích này mua một phẩm sự kiện là gì anh em? Dùng trích để mở ưu đãi cho vệ binh Pyjama đồng ý. Bao nhiêu phần trăm đây anh em? Bao nhiêu phần trăm đây anh em? Mua một trong ba skin à? Ok ok. Bao nhiêu phần trăm đây? 189 RP, 81%. Skin gì mà khuyến mại tới 81% mà sáng nay anh Lu bỏ 999 RP để mua. Anh Lu bỏ đúng 999 RP luôn anh em mà không bấm với cái chấm hỏi này. Ok, mua luôn anh em mà rẻ vãi. Mua gói vệ binh pyjama với giá 189, ok. Mua God vệ binh pyjama thành công, vật phẩm sẽ được gửi trong 24 giờ. Cái kiếm trích thứ tư tôi có luôn rồi anh em à. Kiếm trích thứ tư tôi có luôn rồi. Và trích Vega luôn anh em à. Tôi đang nhiều RP mà 700 RP lận. Đóng 182%, giảm hơi nhiều, mua luôn. Skin cá tháng 4 này chỉ có ở cá tháng 4 thôi nha anh em. Chỉ có đợt cá tháng 4 này mới mở bán thôi ạ. Sắp hết sự kiện rồi anh em à. Còn 100 giờ nữa thôi, còn tầm 4-5 ngày nữa thôi. Nó mở thêm cả mấy skin Corgi các kiểu, mấy skin này đến đợt cá tháng 4 mới mở anh em, trong năm các anh em muốn mua không có đâu. Yorick hội sen hồng nữa, Yorick thả mèo á. Và mỗi cái skin này nếu như giảm từ... nếu như giảm đến 85% anh em, từ 80 cho đến 85 á, thì skin maximum của nó hình như có 200 RP à. Một skin này chỉ có 200 RP anh em ơi. Mua Yorick không ta? Hiện tại tôi đã có được Vega, Urgot. Tôi còn 3 skin nữa anh em mà, tôi còn tới 3 skin nữa anh em yên tâm. Tôi còn tới 3 skin nữa lận. Mua hết. 80% hơi đen rồi. Tôi còn tới 3 cái nữa lận, anh em cứ yên tâm, tôi mở hết quá. Bây giờ còn 2 cái thì mua gì giờ, hộp này không? Hộp boss anh em à, ok anh em ơi. 179 RP với 82, maximum là 85 nha anh em. Đó, còn cái cuối mua gì anh em? Trứng thì tôi không chơi trứng rồi đấy. Raven, Rengar Hoàng Thượng, Yorick, Corgi. Uầy, sao giảm có 77% này? Mấy skin năm trước chỉ giảm có mấy chục phần trăm thôi à, 77 thôi à. Mấy skin năm nay mới là giảm nhiều này anh em. Hay mua Fizz nhỉ? 229, tôi mua 224 à. Tôi mua 224 à. Thiếu mất 5 RP rồi anh em à. 5 RP anh em ơi. Cay tí nhờ. Thôi được rồi, kệ ra đi. Tôi mua được 3 skin đẹp rồi anh em à. Oh shit. Look at this. Còn Vega đâu, Vega trùng cuối rồi. Oh, anh em thấy cái Vega, cái nón Vega của tôi không? Được không, được không, được không? Skin thế giới không? Có cả cánh này anh em. Có một bên cánh à. Nó bị gãy cánh anh em à. Nhìn mấy cái chân của nó, mấy con mèo kìa. Nhìn mấy con mèo dưới chân kìa. Không, mà con mèo này nhìn gớm quá. Đầu nó có con mèo kìa. Nhìn mắt nó kìa. Cả chuột ba nhá. Cái gì thấy ghê vậy cha.
cả chân ba này các bạn. Ui, một rổ mèo trong bụng nó kìa. Một rổ mèo kìa anh em kìa, một rổ mèo kìa. Ui. Cả chân hai nhá. Cả chân một. Lấy nấm của Timor ra ăn à? Vãi đái, đừng ăn nhá, đừng ăn. Ừ đúng, vẫn đi đúng là hợp lý đấy. Hợp lý rồi đấy. Từ đó rút nấm Timor ra nó ăn mà mồm tôi không biết phải nói cái gì cả. Ok. Ăn mạng sát đao liền. Mấy thằng này đánh láo với bố. Ok, thấy có Z ở đây. Thằng mít mình sao nó vô dụng vậy? Thằng mít nó đi roam hoài, thằng mít mình cứ đứng ở mít hoài. Đéo hiểu sao mít có xe được luôn. Ủa, nó chết luôn kìa, thằng nào phá tao đây? Uma. Thằng nào đang, tao đang dồn đam ngon. Tao đang định kéo áp chế thằng kia lại. Bạn này bị cái gì rồi, bạn này bị cái gì rồi. Vãi cả đái. Vãi cả đái, ông AD vòng ra phía sau ạ. Ông AD kiểu mẹ dịch chuyển bọc đầu ạ. Có vũ điệu chấp 10 con cá sấu. Vãi, vũ điệu sao đánh được cá sấu không? Test nốt hai con, đó là con Tristana cùng với con Vega. Để xem skin của nó trong game nó như thế nào. Gánh bố mình nó đi giữa đầu mày ngay, sợ. Một khi tôi đã cục lên, đừng để tôi nóng lên, đừng để tôi cọc lên, bạn hiểu không? Hay rồi, hay rồi, hay rồi. Hợp lý chưa? Hay rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi, hay rồi. Qua đây Yumi ơi. Yumi ơi, cover tôi Yumi à. Phá nhà cho anh. Dạng háng rồi, dạng háng rồi. Méo làm gì bắn nhà thôi, win anh em à. Mercy, I will show you no mercy. Đó, tôi đánh skin, tôi đánh Vega đội cái nón này hợp lý chưa anh em? Tôi đánh Vega đội cái nón này hợp lý chưa? Đó, skin nhìn chất không? Skin nhìn cầm cái sẻng chất không? Cái này gọi là cái gì anh em nhỉ? Cái này gọi là cái gì? Gọi là cái sẻng đúng không? Sẻng của URF đúng không? Hay là đây là cái quạt lông của Gia Cát Lượng? Nhìn gớm ghiếc thực sự. Nhìn cái bộ pyjama nó cũng đâu vào đấy đấy. Vega giả quái sừng là sao ta? Giả quái sừng nghĩa là gì anh em? Nhìn cái bộ skin này đẹp thật anh em ơi. Bộ skin thế giới đấy anh em ơi. Nhìn cái bộ skin đẹp chưa anh em ơi? Con chốt 3 này, con chốt 3 này. Dancing. Dance. Khiêu khích cái hai, cả chân hai là khiêu khích này. Nhìn cute đấy. Bật cả chân một đây như thế nào đây? Lắc lắc bay bay. Cả chân bốn cười. Cả chân ba dễ thương quá, cả chân hai mới dễ thương anh em à.
Không spell ông ơi, không spell ông ơi. Có đúp lại chưa không? Vào. Rồng phạt tôi chết hả? Ma con rồng phạt chủ ơi. Tôi méo kim làm gì, tôi chỉ kịp flash tôi chết kìa. Hơi toa anh em mà nó TP end game rồi. Don't die. Thế mà vẫn thua. Cái sự. Thôi, họp anh em à. Nay stream giờ lâu quá, nay stream tới 4 tiếng, 5 tiếng rồi. Nay Tấu Hải ở đây thôi nha anh em ơi. Nay stream Tấu Hải ở đây thôi nhá. Nhức đầu. Nhức đầu với mấy trang phục tự test.